cô trong tiểu tổ đoàn, thưa quý vị đại biểu các anh chị, như là bắt đầu cái phiên khoa học chiều hôm nay thì bài báo cáo đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Phạm Minh Thông, chủ tịch Hội Điện Văn Việt Nam trình bày với chúng ta về các hình thái của phương của bệnh hội kèn. Đây là một chủ đề rất là hay và được các đại biểu chúng ta mong đợi. Xin trân trọng kính mời thầy Thông. Xin lỗi các chị, có hơi trục trặc kỹ thuật một chút. Tôi chuẩn bị cái slide bằng từ tiếng Việt và tiếng Anh. Thì có cái tiếng Anh sẽ chiếu bên kia nhưng mà chắc là chiếu bên kia khác được. Quan bị lâu nhỉ? Thôi, từ từ nói nhé. Ta ký chuyển sau nhé. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa tất cả các chị, tôi xin trình bày một cái bài hết sức cơ bản về cái tổn thương phổi kẽ. Người ta biết là tổ chức phổi kẽ, tổ chức kẽ tức là cái tổ chức liên kết trong phổi á, thì nó gồm có cái ba thành phần. Một cái thành phần là tổ chức kẽ ở quanh các cái trục của cây phế quản, động mạch, tĩnh mạch, phổi đi vào bên trong, đi vào qua dưới phổi đi vào trong. Và một cái thành phần nữa ở trong nhu mô phổi, cái tổ chức kẽ trong nhu mô phổi. Trong nhu phổi thì nó quanh các cái phế nang, cái tổ chức kẽ nằm giữa phế nang và cái giường mao mạch, giường các cái mao mạch của cái phế nang. Và một cái tổ chức kẽ nữa là tổ chức từ dưới màng phổi, là các cái rãnh màng phổi vào các rãnh lên tiểu thủy. Đây là cái hình mô hình của nhu mô phổi, của phổi. Ta thấy đây là cái dưới phổi đi vào, thì tổ chức kẽ nó bao bọc xung quanh tất cả các mạch máu rồi thì cây khí phế quản lấy đi vào bên trong rãnh các cái tổ chức kẽ lên vào các cái trung tâm tiểu thủy, đi vào trung tâm tiểu thủy và giữa các trung tâm, đi vào giữa các cái thủy tiểu thủy, giữa các tiểu thủy và tổ chức kẽ ở dưới màng phổi và các cái vách ở dưới màng phổi và đi vào các rãnh đi vào. Và đây là cái thủy thứ cấp. Đây là cái tổ chức kẽ nó nằm, đây là cái phế nang, đây là chùm phế nang, thì đây là một cái phế nang. Trong đó thì ngoài cái phế nang là bao bọc xung quanh là cái tổ chức kẽ rất là mỏng, và ngoài tổ chức kẽ là các cái mao mạch ở bên ngoài. Như vậy là tổ chức kẽ rất là mỏng. Đây là cấu trúc của một cái tiểu thủy thứ cấp. Tiểu thủy thứ cấp ta thấy có đây các cái phế quản đi vào, và đây là tĩnh mạch, động mạch phổi và tĩnh mạch phổi nó đi kèm, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi đi kèm. Và đây là các cái rãnh liên tiểu thủy, vách liên tiểu thủy hay rãnh vách liên tiểu thủy. Và như vậy thì cái tổ chức kẽ là cái tổ chức nó rất mỏng, và ở người bình thường không nhìn thấy tổ chức kẽ. Chụp phim X quang thông thường và chụp CT scan độ phân giải cao không nhìn thấy tổ chức kẽ. Tổ chức kẽ chỉ nhìn thấy khi bệnh lý, khi mà thấy bệnh lý thì mới thấy được tổ chức kẽ, còn bình thường không thấy. Và như vậy thì nếu thấy tổ chức kẽ, và nếu thấy tức là bệnh lý rồi, khi đó nó tăng thể tích, rồi nó phù, rồi nó viêm, rồi nó u, rồi vân vân. Tại sao người ta lại chụp CT scan độ phân giải cao? Muốn nghiên cứu tổ chức kẽ thì bắt buộc phải chụp cái CT scan độ phân giải cao. Độ phân giải cao tức là thế nào gọi là cao? Cao tức là chụp với cái lớp dày là 1mm.
Ngài tôi quyết định nó rằng 1 MHz là phân thể cao. À, hiện nay thì với các máy đa dãy từ 64 dãy trở lên, 32 dãy có thể chụp được thì người ta có thể chụp với cái loại dạng cắt dưới 1 mm. Tức là người ta tái tạo hình ảnh chụp có thể vài mm nhưng mà tái tạo hình ảnh dưới 1 mm. Cho nên mình nhìn cái chụp kẽ nó rất là rõ nếu có tổn thương từ kẽ, bởi vì cái tổn thương kẽ là cái tổn thương nó rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn. Nếu mà mình chụp mà độ dày nó dày quá, mình sẽ trồng lấn tổ chức, mình không thấy được tổ chức kẽ, không thấy cái tổn thương, mình không phân biệt được cái tổn thương của tổ chức kẽ. Chính vì vậy người ta phải chụp cái độ phân giải cao. Thế thì cái bệnh lý của tổ chức kẽ thì người ta chia làm 4 nhóm hình ảnh. Nó chia làm 4 nhóm hình ảnh, trong đó nó có cái hình đường, hình dạng, nó tổn thương thành cái dạng dạng, là tổn thương hình lưới, hình tổ ong hay là hình tổ ong, hình nốt và hình lưới nốt nó phối hợp với nhau, là 4 dạng hình ảnh của tổ chức kẽ. Đây là cái hình đường đấy, ta thấy cứ dài nó là hình đường. Đây là hình lưới, hình tổ ong, hình những cái tổ ong, hình tổ ong, hình nốt, các cái nốt từ nhỏ đến lớn, và hình lưới nốt phối hợp cả lưới và cả nốt nó phối hợp nhau. Thế thì hình đường, hình dải trên phim X quang, người ta cái chụp X quang thông thường á, khi mà có tổn thương rồi, X quang thông thường có thể thấy được một số, ví dụ như cái đường, người ta qua hai cái loại đường ấy, là đường kép lên B và đường kép lên A. B là ba gian tức là phía dưới đáy, còn A là apical tức là đỉnh ở phía trên, tức là AB. Và cái vách liên tiểu thùy, cái đường này thì chính là cái đường của các cái vách liên tiểu thùy. Các cái vách liên tiểu thùy nó chưa tích mạch và bạch mạch hết, khi nó phù nề, khi nó bị bệnh lý nó dày, mình nhìn thấy các đường. Nguyên nhân chính thường gặp là do các phù phổi tăng áp lực tích mạch phổi, rồi giãn đường mạch huyết của cái đường, đây là các cái vách liên tiểu thùy. Đây là phim X quang thường, cái đường kép lên B ở phía dưới, ta thấy đường này đường kép lên B đây. Đi ngang này là đường kép lên B. Đường kép lên A, kép lên A sẽ đi thế này, đây đường kép lên A ở trên X quang thông thường mình có thể thấy được những cái đường này. Thì nguyên nhân của những cái đường kép lên hay gặp nhất là phù phổi, gặp nhất là do cái phù phổi là cái nguyên hay gặp nhất. Rồi trong bệnh phù phổi có thể gặp nhiều nguyên nhân, và trong đó mình có thể gặp cái bệnh trong bệnh vặn vai là đứt chạy tuần hoàn, nó đứt tĩnh mạch cho nên đứt chạy tuần hoàn và nó dày các cái vách liên tiểu thùy, hay là các cái di căn trên đường bạch mạch, cái ung thư di căn trên đường bạch huyết thì nó cũng dày, bởi vì cái vách liên tiểu thùy trong nó có bạch hạch, cái vách liên tiểu thùy trong có bạch mạch máu trong các đoạn của bạch mạch tĩnh mạch, rồi các u linh phô mãn tính, rồi giãn bạch huyết bẩm sinh, sơ phổi, rồi bệnh bụng phổi, sắc tuyến, rồi bệnh sắc tuyến. Đây là cái bệnh nhân về bệnh tim. Đây thấy cái vùng giữa là giãn, vùng giữa giãn của cái bệnh tim hẹp van hai lá, thì là giãn tim to và có giãn giữa đây, và nó phù phổi. Cho nên nhìn thấy các cái đường kết đây, đường kết đây A mình thấy được cái đây B mình thấy được ngang dưới, và đường kết đây A ở trên này, đây đường kết B mình thấy rất rõ, zoom to mình thấy cái đường ngang đây. Là các đường B mình thấy các đường kết đây, chụp CT scan mình thấy các vạch, các đường chiếu X quang thường mình thấy là các cái chiếu X quang thường cũng thấy được, khi mà nó tổn thương như tổn thương mà rõ này mình có thể thấy được ngay trên phim X quang thông thường, chiếu X quang thường có thể thấy cái hình dải và hình lưới ở trên CT, ta thấy đây cái hình trên CT ta mô phỏng á, thì ta thấy đây là các tổn thương của vách của liên tiểu thùy đấy, nó dày ra cái vách đây là nhu phổi, nó tổn thương của nhu phổi, hay đây là cái tổn thương là dày ở xung quanh cái phế quản mạch máu, nó dày đấy xung quanh của phế quản nó dày đấy, hay là đây là cái tổn thương hình tổ ong ở dưới màng phổi, đây là hình tổ ong, cái hình hết sức đặc trưng, hay là hình trong tổn thương trong tiểu thùy, cái tổn thương chỗ kẽ trong tiểu thùy nó dày đấy, thành cái vách nó dày đấy. Ngay đây ta thấy cái phế quản, một cái nhánh của tiền phế quản nó dày,
nó thành nó rất là dày và nó có phù này xung quanh. Trên CT scan, trên CT scan một độ phân giải cao, mình có thể nghiên cứu mình sẽ thấy một đứa mét, mình sẽ thấy là cái tổn thương, những cái dày tổ chức kẽ dưới màng phổi, nên nhìn thấy những cái vạch đấy, những dày tổ chức kẽ dưới màng phổi. Đây là cái dày tổ chức kẽ ở trong tiểu thủy. Ta thấy cái dày tổ chức kẽ ở trong tiểu thủy. Đây, trong tiểu thủy là có những cái tổ chức kẽ nó trong tiểu thủy. Đây, nó như cái tổ chức kẽ nó dày tổ chức kẽ trong tiểu thủy đây. Và bên này cái tổ chức kẽ quanh các cái phế quản, mạch máu nó dày. Quanh phế quản, cái phế quản. Đây là cắt, mình cắt cái dọc của cái phế quản, mình thấy cái tổ chức kẽ nó dày. Cái chỗ này nó mỏng, chỗ này nó dày lên. Như vậy là cái tổ chức kẽ nó dày, hay cái nốt ở trong tiểu thủy, nó tạo thành cái nốt ở trong tiểu thủy. Đây là cái tổ chức là sơ phổi và giãn phế quản. Đây là cái dày tổ chức kẽ của vách liên tiểu thủy. Ta thấy những cái vách, bình thường mình không thấy những cái vách này. Đây, mình thấy cái vách, những cái vách này. Vách, cái vách này. Đây là tổ chức kẽ dày tổ chức kẽ của vách liên tiểu thủy. Đây là vách. Hay là dày tổ chức kẽ trong tiểu thủy. Những cái tổn thương nhỏ nhỏ là trong tiểu thủy. Còn những vách dài là những cái liên tiểu thủy, cái vách của liên tiểu thủy. Thế thì sang cái hình nốt, nốt tức là cái tổn thương từ nhỏ đến lớn, cái nốt từ 1mm đến hàng 1cm, cái nốt kích thước là từ 1mm đến hàng cm, và có thể là nó dài ra như là kê. Và đặc biệt khi mà tổn thương nốt ấy, người ta dựa vào cái phân bố của các nốt để định hướng chẩn đoán, dựa vào vị trí các nốt để kích thước, đặc biệt là vị trí các nốt để mình định hướng cái chẩn đoán là cái tổn thương cái bệnh gì. Thì người ta thấy rằng phân bố nốt ấy, thì phân bố theo đường, mà nếu nó phân bố từ bạch huyết ấy, thì hay gặp nhất là bệnh sarcoid, rồi thì ung thư theo đường bạch mạch, rồi silico bụi than là phân bố theo đường bạch huyết, là phân bố ở trung tâm tiểu thủy. Ở trung tâm tiểu thủy ta hay gặp trong cái viêm tiểu phế quản quá mẫn mãn cấp, viêm phế quản phổi, rồi TB, tuberculosis. Phân bố ngẫu nhiên thì hay gặp trong lao kê, rồi thì nấm phổi thể kê và di căn đường mạch máu, rồi cũng thể gặp trong sắc ấy. Đây ta thấy cái hình nốt mà nó phân bố theo đường bạch huyết. Đây cái vách này, đi theo cái vách liên tiểu thủy. Cái vách liên tiểu thủy là những cái vách ấy, trong vách ấy là có đường bạch huyết, cho nên phân bố đường huyết là đường theo đường dọc đi theo một cả một giải. Đây nó xếp hàng thành cái giải này. Đây là bên trong tiểu thủy. Đây là phân bố nó quanh bên trong, quanh các cái mạch máu và phế quản. Hay là đây cái nốt ở dưới màng phổi, đây cái nốt dưới màng phổi, nó dọc theo cái vách liên tiểu thủy của thủy, rãnh của thủy phổi. Các nốt của bệnh sarcoid thì là theo đường phân bố theo đường lymphatic, tức là theo đường bạch mạch. Ta thấy nó cũng thành cái giải những nốt mà từ phổi đi ra, từ rốn phổi đi ra nhiều, để các nốt đây dọc ra rất nhiều. Và đặc biệt ta thấy rất nhiều hạch ở trung thất. Đây các hạch, đây các hạch, rất nhiều các hạch ở trung thất. Đây là cái bệnh sarcoid. Đây là cái phân bố nó đi dọc theo các mạch bạch mạch, hệ thống bạch mạch. Đây là cái ung thư, carcinoma đến từ đường bạch mạch, ung thư bạch mạch, lymphatic. Và đây là cái rãnh, đây đi các tổn thương nốt mà theo những cái rãnh, là theo những cái vách. Phân bố ở trung tâm tiểu thủy, nó phân bố ở nằm ở trung tâm tiểu thủy. Ta thấy đây, ta
hoặc là tạo thành cái hình như là cái chồi cây, cây nó gọi chồi 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 này. Mình nhìn thấy cái nụ nụ cây 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 mà cái này kiểu cái hình tượng của cây bên 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 châu Âu, nó tên nhiều cái nụ nụ lên nụ cây trên cành, cái chồi chồi này, những cái nụ chồi. Đây là cái nốt, nốt ở đây là cái nốt mà là đây là cây hình chồi cây đây. Hình chồi cây và thành những cái nốt nốt. Đây là tổn thương, nó phân bố trong trung tâm tiểu thủy ở khắp nơi, ở trung tâm tiểu thủy khắp nơi. Đây là cái viêm phổi quá mẫn, các nốt ở trung tâm tiểu thủy rất nhiều các nốt với cái hình nụ, nụ cây. Đây những cái hình mà nó gộp mấy cái lại thành thành nụ cây đây, cái hình hình này điển hình của hình nụ cây, tức hình các cái của nụ cây trên cành ấy. Tức là mờ tạo hình của cái bệnh nhân 20 tuổi ở nhiễm trùng phổi. Đây cái tổn thương hình nụ cây rất là rõ. Đây, nó gộp là thành những cái hình nụ cây. Đây là những cái hình nốt ở trung tâm tiểu thủy. Phân bố ngẫu nhiên, phân bố ngẫu nhiên tức là bệnh nhân nó phân bố không theo trật tự gì. Đây là bệnh nhân bị lao phổi, bị ở bệnh nhân cái lao kê ở hai bên phổi, rất nhiều con nốt mà phân bố ngẫu nhiên, nó không theo trật tự. Phân bố ngẫu nhiên cũng phân bố ngẫu nhiên ở một cái bệnh nhân di căn thể kê, bệnh nhân 76 tuổi của một cái ung thư thận ở tế bào sáng như di căn phổi, với di căn thể kê nhìn đầy phổi là di căn thể kê ung thư thận tế bào sáng. Thực ra thì nếu mà điều trị tốt ấy, người ta điều trị cái ung thư là điều trị tốt mà cắt hay là đốt thì vân vân thì nó gần như là khỏi hoàn toàn. Chứ mà nếu mình không điều trị để nó có thể thành di căn thì khi mà di căn rồi thì cực kỳ nguy hiểm, bởi vì các cái điều trị hóa chất không tác dụng. Phân bố ngẫu nhiên, đây là di căn theo đường mạch máu, theo đường máu di căn theo đường mạch máu để phân bố nốt mờ ngẫu nhiên. Thì nguyên nhân mà tổn thương ở các cái nốt nhỏ thì ta có tật các cái bệnh sắc quý, bệnh mô bào lên cái hăng mô bào X, rồi bệnh viêm phổi quá mẫn, viêm phổi do thấp, nhiễm trùng phổi do các loại rồi virus rồi nấm là thì vi khuẩn, di căn phổi, đặc biệt là di căn phổi, bệnh sỏi phổi, bệnh sỏi phế nang hay là bệnh bội phổi. Hình lưới nốt, hình nốt là hình cái hình thứ tư, cái hình cuối cùng là hình lưới nốt phối hợp cả lưới cả nốt, thì nó phối hợp cả tổn thương lưới và nốt, cho nên phần phân biệt giữa lưới và nốt nhiều khi là khó phân biệt, nó không rõ ràng lắm. Và dựa vào cái phân bố, dựa vào cái tổn thương, cái vị trí tổn thương để mình có thể chẩn đoán cái bệnh. Đây là tổn thương hình lưới nốt, ta thấy các lưới và một các cái nốt nốt cái này kêu hình lưới đấy, và thấy các cái nốt nốt bên trong. Đây là bệnh mô bào X là cái hàng. Đây là bệnh nhân 69 tuổi mà phù tổ chức kẽ phổi, ta thấy được các cái hình giải này. Hình giải đây, các cái giải đây và hình lưới và có cả cái nốt. Bệnh nhân bên này 72 tuổi, đây là cái tổn thương các cái lưới là rất là nhiều. Đây cái tổn thương ung thư đường mạch vành thì cái lưới nó rất là nhiều, được phân nó tổn thương theo đường và vừa lưới nốt và cả nó phù hợp. Bệnh protein phế nang, bệnh protein phế nang thì cái hình ảnh trên CT scan hết sức là chứ nó giống như là cái đường mà ta lát đường ấy, những cái ô ô ở đường châu Âu ta lát đường ấy, thành cái ô rất đặc trưng để giống hệt. Đây mình nhìn cái hình bên này, những cái vết phát và trong đó nó mờ của nhu mô của cái phế nang, protein phế nang, và cái hình này là hình hết sức đặc trưng của cái protein phế nang của cái tổn thương tiểu kẽ. Đây cũng một cái ung thư theo đường bạch mạch, theo đường bạch huyết, nó cũng tổn thương và đây nó có cả cái mờ của nhu mô và rất nhiều các cái vách nó ra dày ra các cái lưới, thể lưới ở nốt đấy, tức là tổn thương vừa lưới vừa nốt. Bệnh sắc quý,
cũng tổn thương phối hợp cả lưới cả nốt cả đường, tức là nó tổn thương thường là phối hợp các bệnh sắc quý. Ta thấy cái tổn thương các nốt nốt này, các đường lưới nốt. Thế thì trong chẩn đoán thì có một số các quy tắc chẩn đoán, người ta dựa vào cái hình thái, dựa vào hình thái tổn thương, nó hình lưới, hình nốt, hình nạo, hình kia, và bốn cái tổn thương cơ bản, và đặc biệt dựa vào vị trí của tổn thương để mình đưa ra các chẩn đoán. Ví dụ cái tổn thương mình giải, hình đường, mình giải nốt, lưới nốt là bệnh cấp tính, tổn thương cấp tính thì thường là phù phổi cấp, nhưng cái theo phù phổi, cái bệnh thể tinh là phù phổi hoặc là viêm phổi là gây cấp tính, tổn thương cấp tính. Đây là bệnh nhân cái tổn thương từ tim, nguyên nhân từ tim, tim to, và ta thấy đầy tim to này, và thấy dày tổ chức kẽ liên lan tỏa với cái đường cách nê, cân là cách nê, rồi giãn azygos, đây quay azygos là giãn, ta thấy nhìn thấy quay azygos sẵn, giãn quay nữa đấy, và mờ quay phế quản, nhìn cái phế quản, ta nhìn phế quản đây, cách này là cái hình là cắt ngang phế quản, cái hình cắt ngang phế quản, ta thấy cái thành của phế quản, cái mờ cái phế quản đây, cái mờ xung quanh đây, có cái mờ xung quanh cái phế quản, đấy, cái tổn thương mờ xung quanh phế quản. Đây là tổn thương, đây là tổn thương lưới nốt do nhiễm cái nấm và trên phế phổi, ta thấy các hình mờ rất là nhỏ, rất khó nhìn, rất nhỏ, và các hình lưới nốt nhưng mà rất khó nhìn. Trong khi trên phim CT scan độ phân giải cao thì mình nhìn rất rõ, rất nhiều các cái nốt giải rác khắp nhu mô phổi, và những cái đường này hình dài và nốt rất là rõ. Trong trên phim X quang thường mình nhìn rất là khó. Tức là đầu tiên là những tổn thương mà cấp tính là thường những cái tổn thương viêm cấp tính. Quy tắc hai là cái tổn thương mà lưới nốt là phân bố nhiều phần thấp của phổi, làm giảm thể tích phổi, thì người ta thể gặp trong bệnh nhiễm amen, trong viêm phổi do hít, trong sơ phổi tự phát, và bệnh tổ chức liên kết của mạch máu, là bệnh collagen, tức là phần thấp của phổi và giảm thể tích phổi. Đây là bệnh nhân bị nhiễm amen, ta thấy cái dày các cái vôi hóa dày hết màng phổi, vôi hóa dày màng phổi, chụp CT ta cũng thấy rất là nhiều các cái vôi hóa đấy. Đây bệnh nhân nhiễm amen. Bệnh nhân bị sơ phổi do viêm cấp giảm thấp, nó có cái sơ phổi, ta thấy rất nhiều cái hình tổ ong, hình tổ ong, rồi thì những hình giải, rồi hình lưới, tức là hình đặc biệt những cái hình tổ ong của cái sơ phổi do cái viêm cấp giảm thấp. Hay là bệnh hệ thống tổn thương phía thấp và tổn thương lưới nốt kèm theo cái giãn thực quản, ta thấy cái thực quản này trên phim X quang thường cũng thấy cái thực quản là giãn, thực quản là giãn, và trên phim CT scan đây là thực quản, đây là thực quản là giãn, nhìn thấy cái thực quản là giãn. Đây là bệnh hệ thống, đây là tổn thương ở phía thấp gần cái màng phổi, lưới nốt. Một cái quy tắc nữa, quy tắc thứ ba là tổn thương phân bố ở tùy trên và tùy giữa của phổi thì hay gặp do lao, nấm phổi, bệnh phổi xylit, bệnh sarcoid, là bệnh mô bò X, là cái đặc biệt là lao phổi, lao thường ở tùy trên nữa. Đây là sarcoid, tổn thương bệnh sarcoid là thể trạng sơ phổi kéo co kéo và mờ các nốt lưới, mờ hết cả phổi, cái sơ phổi tiến triển. Đây bệnh là sarcoid, cái dày tổ chức kẽ dạng nốt quanh phế quản, đây, cái phế quản đây, ta thấy cái phế quản đấy, nó dày, cái tổ chức kẽ nó dày và có những nốt rất nhiều các cái nốt đây, nốt rồi nốt ở dưới màng phổi. Bệnh lăng kẽ hăng, đây bệnh nhân 50 tuổi, X quang thì tổn thương tổ chức kẽ dạng lưới hai bên, ta thấy nhìn cái hình nó mờ và những cái giải lưới hai bên. Trên CT scan
thì ta thấy có những cái khen khí, đây có những cái khen khí và cái nốt giải rác và những cái giảm. Quy tắc thứ tư là phối hợp với bệnh lý về hạch. Nếu tổn thương ấy, nó cộng thêm hạch thì rất hay gặp. Cái đầu tiên là sarcoid, rồi đến u phổi, tổ chức kẽ mà có hạch thì hay gặp là sarcoid, rồi đến u phổi, do di căn theo đường mạch huyết, rồi u lympho theo đường mạch huyết, rồi thì nhiễm trùng, virus, đau nhấm, rồi bệnh sĩ. Đây là cái bệnh nhân silicosis, ta thấy có rất nhiều các cái vôi hóa, các nốt này, các nốt trung tâm tiểu thủy và vôi hóa. Quy tắc thứ năm là phối hợp với dày màng phổi, vôi hóa thì hay bệnh nhiễm amian. Quy tắc thứ sáu là phối hợp tràn dịch màng phổi, ta gặp trong phù hợp cấp, di căn đường mạch ngạch, rồi u lympho, rồi thì bệnh collagen. Đây là tổn thương ung thư đường mạch mạch. Các cái đi theo đường mình mạch ra, các cái vách nó rất là dày. Quy tắc thứ bảy phối hợp với tràn khí màng phổi thì hay gặp trong bệnh cơ chân bệnh mạch hoặc là bệnh mô ấy là cái hàm. Đây là bệnh cái bệnh cơ chân bệnh mạch, ta thấy những cái hình những cái hốc ở phổi và cái dày tổ chức kẽ. Đây là sơ phổi. Đây là bệnh mô bào là cái hàm. Thì có mấy cái quy tắc nhắc lại một chút rất nhanh bởi vì cũng hết giờ. Cấp tính thì phù phổi, viêm phổi, nếu tổn thương cấp tính thì phù phổi, viêm phổi. Tổn thương tràn dịch màng phổi là phù phổi, di căn đều tưởng mạch mạch là u lympho, rồi bệnh hệ thống, rồi tràn khí màng phổi là bệnh cơ chân bệnh mạch là lăng ghép ăn, rồi tổn thương phân bố ở phần thấp gây giảm diện tích phổi thì có nhiễm amien, viêm phổi do hít mạng tính, sơ phổi chưa rõ nguyên nhân, bệnh hệ thống. Giờ thì phân bố ở trên và giữa hay gặp lao, nấm, silicose, sarcoidosis và Langerhans. Giờ thì phối hợp với các bệnh lý về hạch thì có sarcoid, di căn theo đường mạch, nhiễm trùng. Giờ thì silicose, silicosis. Giờ thì có tổn thương màng phổi, vôi hóa thì có cái nhiễm amian. Đấy là một số cái tổn thương cơ bản về các bệnh lý tổ chức kẽ của phổi, trong đó có 4 cái tổn thương. Bốn tổn thương kèm theo cái vị trí tổn thương, mình có thể định hướng một số các cái bệnh lý hay gặp. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn thầy Phong với bài trình bày rất hay. Phần tổ chức ta sẽ dành phần cuối giờ.